Thì đó là những viêm phổi mà chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân này một cái viêm phổi nặng Chúng ta không có thấy một dấu hiệu nào hết mà Chúng ta thấy một cái viêm phổi mà nó hoại tử Hoặc là nó tiến triển à, Nhiều hơn một thì, thì chúng ta phải xem như là viêm phổi nặng Mà chúng ta nên cho bệnh nhân nhập viện và chúng ta điều trị à, Tác nhân gây bệnh cũng vậy Chúng ta hồi nãy chúng ta thấy liệt kê cái vấn đề mà mà những tác nhân như phế cầu hay là hay là mycoplasma thì tỷ lệ tử vong nó tương đối nó thấp